近年、ベトナムや日本では自閉症のアーティストによる絵画が注目を集めています。先日、ベトナムの企業東映が日本の NPO 法人エイブル・アート・ジャパンと協力し、チャームチャームという展示会を開きました。会場には両国で活動する9人の自閉症障害者アーティストの作品が並びました。今週のカレドスコープは、才能あふれる彼らのユニークな世界観を堪能しましょう。さまざまな色で個性が際立つ歌舞伎役者。海の生き物を描いた作品は、体の明るい斑点や調和の照れたグラデーションが光ります。これらは谷丸虎之助さんの作品です。谷丸さんは3歳の時に自閉症と診断されました。10年以上描き続けた作品には、彼の几帳面な性格と高い集中力が現れています。谷丸さんはエイブルアートジャパンからチャムチャムに作品を出品した4人のアーティストの一人です。須田雄馬さん、鮮やかな動物の絵。聖夜水さん、タブレットで素早く描いた絵。清水さん、面白い絵本作品。今回初めて彼らの作品が国境を越えてベトナム人の観客に届きました。các bạn Nhật Bản thì có cái sự hoàn thiện tranh ở mức độ cao, tức là tất cả các tác phẩm đều là một cái sự rất chỉn chu, nó là một cái tác phẩm đã có thể trưng bày, có thể bán ngay lập tức. Qua quá trình mà làm việc với đơn vị Able Art của Nhật Bản thì tàu hay cũng được biết là các bạn có khả năng làm việc độc lập rất là cao. Cái ý niệm trong tác phẩm của các bạn cũng rất rõ, tức là các bạn biết là mình muốn thể hiện cái gì, các bạn biết là mình chọn chất liệu nào và mình sẽ hình dung nó ra sao. 今回の展示にあたってアーティストさんにとっても私たちにとってもとても貴重でいい経験でした。特に多くのアーティストさんにとって国外で展示する機会っていうのはほとんどないので、ベトナムの自閉症のある方も一緒に作品を展示するということで、その方々の作品を知る機会になりまして、さまざまな作品に触れたり、あとベトナムの方々に見てもらえたということで、とても喜んでおりました。日本の自閉症障害者のアーティストは経験豊富で自立した本当の芸術家です。一方、絵画を勉強しているベトナム人アーティストたちは年齢がより若く、日本人アーティストの姿は将来目指すべき方向性にもなっています。ブーニャッテンさんは今回絵を出品したアーティストの一人です。父親と何度も展示会を訪れては作品の鑑賞や観客との交流を楽しんできました。ここは1日何時間もかけてじっくり絵を描くデンさんのスペースです。2005年に生まれたデンさんは小さい頃に自閉症と診断されました。3年前、東平の絵画クラスに参加して絵を教わり、徐々に上達しています。Điến thì cũng thích vẽ từ bé, có thể do cái đặc thù các bạn ấy tự kỷ ấy, là các bạn ấy mà thích cái gì là các bạn tập trung rất là hay, mê say và làm việc đó. Đó, Tiến thì thường là ví dụ sáng ăn sáng xong tầm 8 giờ là bạn có thể dành 3 tiếng từ 8 giờ đến 11 giờ là bạn cứ ngồi bạn vẽ miệt mài. Trong thời gian đó thì mình có tĩnh lặng hơn và mình sẽ hiểu được một số cái nhìn cái cuộc sống nó rõ ràng hơn, để có thể giúp con tiến bộ hoặc hỗ trợ cái tâm lý cho con, giúp bạn yêu thương mọi người. Đen さんのそばにいつもお父さんをはじめ家族がいます。日々息子の小さな変化に気づいて
喜びを感じ、さらなる進歩を信じています。thực sự là chị có thể dành một từ là rất nhiều yêu mến và rất nhiều niềm tin vào các bạn. Mình đã có thời gian đồng hành và gắn bó với Tòa Hè trong hơn 5 năm. Thấy những cái nỗ lực của các bạn ấy thay đổi rất rất nhỏ nhưng mà các bạn đang tiến lên ấy. Các bạn giống như một người thầy lớn ở bên cạnh mình, và cái niềm say mê, cái niềm đam mê nghệ thuật của các bạn ấy cũng truyền cái năng lượng yêu đời, cái năng lượng mà tập trung đấy cho mình khi trong quá trình mình làm việc. Nó không phải là một cái câu chuyện một chiều mình chỉ trao đi hay là mình trao đi mình giúp đỡ đâu, mà các bạn cũng đang mang về cho mình rất nhiều thứ, giống như là cả hai cùng đi cùng học với nhau.長年にわたって陶平もエイブルアートも多くの自閉症障害者アーティストの才能を開花させてきました。芸術とデザインを通してこうした作品は日常生活にも多く取り入れられ注目を浴びています。2つと特に重要だなと思うことがありまして、1つは共に歩む人が周りにいるということと、2つ目が環境の整備というところだと思います。アーティストさん自らが自分のペースでこう自分らしく描き続けられるように、日常生活や創作の環境、それだけじゃなくてこう動物園に行ったり水族館に行ったりとか、乗り物に乗る、バスとか電車に乗るという興味のあるものにアクセスしやすいっていう社会的な環境の整備も大切なのかなと思ってます。chỉ cần đạt được vào một cái môi trường, một cái không gian với đầy đủ cái sự chăm sóc, cái sự tin yêu, với cái lộ trình rõ ràng thì các bạn trẻ tự kỷ, các bạn trẻ đặc biệt đều có cơ hội để được phát huy con người mình, đều vươn lớn như một cái cây và có thể tỏa bóng mát cho tất cả mọi người.いつも彼らのそばにいるわけでなくても、一人一人のストーリーを理解しているわけでなくても、彼らの作品を見ればきっと驚きと興奮に包まれることでしょう。言葉は必要ありません。自閉症アーティストたちは作品を通して世界観や個性、そして自分そのものを表現しているのです。